Chào các bạn thân mến, đây là một khu resort ở Flamingo Đại Lải. Đây là Villa Hoàng Oanh. Đấy, cả một khu khuôn viên, vòi phun nước, vòi tắm này, vườn cây này, hồ bơi này, rồi ghế nghỉ thư giãn này. Đấy, đây là khung cảnh bên ngoài của villa. Đấy, khuôn viên rất là xanh đẹp. Đấy, còn đi vào trong này là phòng nghỉ.